Anh Tính ơi, như con dúi má đào Thái Lan này thì cái hiệu quả kinh tế nó mang lại như thế nào ạ? Nếu để mà so sánh con dúi má đào Thái Lan và con dúi mốc Trung Quốc ấy, thì là cũng phải chia sẻ với em là cái thứ nhất là cái trọng lượng của nó sẽ nặng hơn gần như gấp đôi so với lại cái con dúi của Trung Quốc. Đấy, và cái điều thứ hai nữa ấy, là như hiện tại thì cái nguồn gốc xuất xứ con dúi này nó từ Thái Lan về. Đấy, và nó mới du nhập về Việt Nam đâu đấy loanh quanh khoảng 5 đến 6 năm thôi. Thế nhưng mà vì cái chất lượng thịt và cái trọng lượng của nó nên là cái giá cả của nó cũng sẽ cao hơn những con dúi mốc của Trung Quốc. Và cái nếu để nói về lợi nhuận thì là nó cũng sẽ cao hơn cái con dúi mốc của Trung Quốc rất là nhiều lần. Dạ. Anh có thể cụ thể về cái lợi nhuận của nó không anh? Như thường thường ấy thì là mỗi một đôi bố mẹ mà để sinh sản đôi dúi má đào để bố mẹ sinh sản này thì là trung bình một năm nó sẽ mang về cho trang trại khoảng độ từ 12 đến 15 triệu trên một đôi trên một năm. Dạ. Xin chào quý bà con và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại một trang trại chăn nuôi động vật hoang dã rất là lớn tại tỉnh Đồng Nai của anh Tính. Và như bà con đang nhìn thấy ở đây ạ, chỉ với những con vật nhỏ bé và tuy nhiên thì cái hiệu quả kinh tế nó mang lại tương đương với lại một con trâu hay là một con bò mà bà con đang chăn nuôi. Và như doanh nghiệp của anh Tính thì đã phát triển rất là thành công cái mô hình chăn nuôi động vật hoang dã, điển hình như là con dúi, con chồn hay con giòn. Và hôm nay thì anh Tính sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con chia sẻ về cái mô hình chăn nuôi con dúi má đào đang rất là phát triển tại trang trại anh ạ. Thưa anh Tính, thì như anh vừa chia sẻ là cái con dúi má đào Thái Lan này thì đã được Việt Nam mình nhập khẩu và chăn nuôi được khoảng thời gian là 5-6 năm nay rồi. Thì đối với doanh nghiệp mình thì anh đã chăn nuôi được khoảng bao nhiêu năm ạ? Những cái ngày đầu để chăn nuôi cái con dúi má đào Thái Lan này ấy, thì là anh cũng đã nuôi con dúi mốc của Trung Quốc phát triển về trước rồi. Dạ. Đấy, sau đấy ấy, thì là cũng có được một số bạn bè giới thiệu là cái con dúi của má đào Thái Lan này, cái thứ nhất là cái chất lượng thịt của nó sẽ ngon hơn là cái con dúi mốc của Trung Quốc. Dạ. Đấy, và vấn đề thứ hai là cái trọng lượng của nó sẽ nặng hơn cái con dúi mốc của Trung Quốc gần như gấp 2 lần. Đấy, nên là về hiệu quả kinh tế thì là lúc đấy mình cũng chưa tính toán chi tiết, bởi vì những ngày đầu chăn nuôi thì mình chỉ mong muốn làm sao là chăn nuôi nó và phát triển và nhân đàn nó thành công thôi. Dạ. Vậy thì đối với cái giống vật nuôi này, em gọi nó là hàng ngoại đi, thì khi mình chăn nuôi thì mình thấy là nó thích ứng với lại cái môi trường của Việt Nam mình như thế nào ạ? Thật ra là cái con dúi má đào Thái Lan này nó cực kỳ dễ nuôi mà, bởi dạ. vì cái thứ nhất nó đã được bên Thái Lan người ta thuần hóa nó đã rất là tốt rồi. Dạ. Đấy, và vấn đề thứ hai nữa là về Việt Nam ấy thì là gần như là cái bọn này ấy thì nó sẽ thích nghi được với cái môi trường của Việt Nam tương đối nhanh và phát triển và hiệu quả để trong chăn nuôi và sinh sản. Đấy, cũng như là mình nuôi thương phẩm, nên là gần như là cái bản thân con này thì là mình chăn nuôi thì cái thời gian mình trải nghiệm và thời gian mình nó mang lại cái hiệu quả cho mình cũng rất là nhanh. Vậy thì như cái con dúi này thì em thấy thì nó cái trọng lượng của nó to hơn cái con dúi mốc đại cũng khá là nhiều, thì cùng là dòng dúi mà cái trọng lượng nó to hơn thì cái giá trị kinh tế của nó cũng cao hơn như thế, thì khi mà anh đi tìm đầu ra cho con dúi má đào này thì anh có thấy là nó khó khăn hơn so với cái dòng dúi mốc không? Thật ra là như anh cũng vừa mới chia sẻ đấy, cái thứ nhất là cái chất lượng thịt của cái con dúi má đào Thái Lan này nó tốt hơn con dúi mốc Trung Quốc rất là nhiều. Dạ. Đấy, nên là về cơ bản những nhà hàng và những khách sạn lớn và những tập đoàn mà đang bao tiêu cho anh ấy, thì là cái giá hiện tại đang bao tiêu thì anh sẽ bao tiêu cho bà con là giá nó dao động từ 700 cho đến 800 nghìn trên một cân dúi má đào Thái Lan này. Dạ. Đấy, và gần như là khách hàng người ta phản ánh quay lại là khi đã thưởng thức cái thịt của con dúi má đào Thái Lan này thì là người ta sẽ đều chấm điểm là cao hơn con dúi mốc rất là nhiều. Dạ. Như bên doanh nghiệp của anh thì đang phát triển song song cái dòng dúi mốc đại Trung Quốc cũng như cái dòng dúi má đào Thái Lan này, thì nói về chạy thị trường ấy thì mình cảm thấy là cái dòng nào nó sẽ được ưu tiên hơn? Thật ra là nếu như để xuất bán thương phẩm, dạ, thì hai con thì là nó đều ngang nhau, bởi vì là hiện tại bây giờ cái nguồn thương phẩm cung ứng ra bên ngoài thị trường ấy thì là bản thân của trang trại cũng cung ứng chưa đủ. Đấy, dạ. Nên là khi mà xuất bán ấy, thì hai con nó sẽ như nhau thôi. Nhưng nếu như mà để góc độ chia sẻ riêng là bản thân của mình cũng đã từng thưởng thức tất cả những cái đồ mình đã nuôi rồi, thì là mình vẫn phải công nhận là cái con dúi của má đào Thái Lan này, cái chất lượng thịt của nó ngọt hơn và ngon hơn con dúi mốc rất là nhiều. Vậy thì về cái chế độ chăn nuôi với nó ấy, thì nó có khác gì so với con dúi mốc đại không ạ? Con dúi của má đào Thái Lan này thật ra là đây như em cũng đã nhìn thấy ấy, thì là toàn bộ ở bên trang trại đều chăn theo một cái chế độ chăn nuôi thủ công hết. Đấy là gồm có tre, mía, ngô. Đấy, và mình có thể bổ sung cái tinh bột cho nó thì bao gồm có khoai lang và củ sắn mì. Đều được hết.
Có nghĩa là cái nguồn thức ăn của nó cũng vẫn chỉ là tương đương như cái dòng rúi mốc đại thôi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì như cái con rúi mã đào Thái Lan này thì về mình nó sinh sản có được tốt không ạ? Thật ra là cái con rúi mã đào Thái Lan này ấy, thì là cái chế độ sinh sản của nó ấy, thì nó sẽ khác hơn cái con rúi mốc một chút. Dạ. Đấy, và đẻ sinh sản, cái mức độ sinh sản thì là nó sẽ đẻ hơn con rúi mốc Trung Quốc, nó sẽ đẻ sai hơn rất là nhiều lần. Dạ. Cứ trung bình mỗi một mẹ mã đào Trung Quốc này ấy, thì thường thường nó sẽ đẻ từ 5, 6, 7 đến 8 con quay về. Dạ. Đấy, còn con rúi mốc của Trung Quốc ấy, thì nó chỉ trung bình 3, 4, 5 con thôi. Dạ. Vậy thì trong khi mà mình chăm sóc mẹ nó trong quá trình sinh sản như thế thì nó có gặp cái khó khăn gì không ạ? Như anh, thật ra là cái con rúi này ấy, thì là bản thân của chúng, kể cả là có thuần hóa ở đâu chăng nữa thì nó cũng vẫn từ rừng mà ra. Dạ. Đấy, và do bàn tay của con người thuần hóa lên, nên là về cơ bản là cái độ chăm con và cái độ khéo của nó thì mình không cần phải bàn rồi. Dạ. Bởi vì tất cả trong cái vấn đề sinh sản thì mình sẽ không cần phải can thiệp bất cứ một khâu nào cả, và chúng tự sinh sản và có thể tự nuôi con được. Dạ. Vậy như cái con rúi mã đào Thái Lan này, như con rúi mốc đại ạ, thì em thấy là như bên trang trại mình thì chăn nuôi rất là theo kiểu rất là công nghiệp, đấy là mình ghép đôi nó theo cái kiểu hình thức tập trung. Có những ô chuồng thì em thấy nó lên đến hàng 10, 20 con. Thì như đối với cái con rúi mã đào Thái Lan này thì mình ghép đôi thì nó có khác không anh? Cái con rúi của mã đào Thái Lan này thì thật ra là nó có ghép đôi thì nó sẽ có khác hơn cái con rúi mốc của Trung Quốc một chút. Dạ. Bởi vì là trung bình mỗi một ô chuồng nuôi này bản thân của chúng rất là to. Nên dạ. là một ô chuồng nuôi khoảng 1 mét vuông thì bà con cũng có thể như ở bên trang trại của anh ấy, thì là chỉ gắp trung bình 4 đến 5 con trên một ô chuồng như vậy thôi. Dạ. Để cho chúng là đảm bảo cái hàm lượng tinh trùng khi mà chúng giao phối sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất. Dạ. Vậy thì về cái tỷ lệ ghép đôi cho nó thì nó có một con đực có thể đảm nhiệm được nhiều không ạ? Cái trung bình ấy thì là nếu như mà như bên trang trại thì có thể ghép được là một con đực 3, 4 hoặc 5 con cái. Dạ. Nhưng mà nếu như mà bà con nào mà đang muốn đi vào chăn nuôi mà ít kinh nghiệm ấy, thì là cũng chỉ lên ghép khoảng độ trung bình 3 con quay trở lại thôi. Dạ. Là nó sẽ hợp lý nhất. Dạ. Vậy thì như bản thân doanh nghiệp anh thì cũng đang phát triển rất là thành công với lại nhiều cái giống động vật hoang dã khác, thì như đối với con rúi mã đào này thì anh dự định trong tương lai như thế nào ạ? Thật ra là cái tương lai sắp tới ấy, thì là đành rằng tất cả những cái con vật nuôi hoang dã này, cái nhu cầu của ngoài thị trường hiện tại đang phục vụ cái nhu cầu trong nước thôi. Dạ. Thế nhưng mà sắp tới thì là do là mình lúc nào mình cũng phải định hướng là cái tầm nhìn nó xa một chút, bởi vì sau này ấy, thì là nếu như mà cái thời gian chăn nuôi và bà con chăn nuôi nó nhiều ấy, thì là mình sẽ cần phải đi tìm cái nguồn ra mới đấy. Dạ. Và đặc biệt là cái tất cả những cái nước bạn, đặc biệt là Trung Quốc, thì là nó là một thị trường rất là rộng mở đối với lại những cái loài động vật hoang dã như thế này. Khi mà bà con bắt con giống tại bên trang trại mình thì bên trang trại anh tính có những cái chính sách gì để hỗ trợ cho bà con tại cái thời điểm hiện tại không ạ? Đối với lại bà con mà khi muốn tìm hiểu, tham quan và đi sâu vào chăn nuôi con rúi này thì việc đầu tiên là bản thân của anh cũng xin là mời bà con đến trực tiếp trang trại. Dạ. Vấn đề đầu tiên là để tham quan và học hỏi mô hình của anh. Dạ. Đấy, và vấn đề thứ hai nữa là trong cái quá trình bà con đi tham quan và học hỏi đấy thì là bản thân của anh sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bà con từ khâu kỹ thuật làm chuồng trại cho đến sau này bà con khi mua con giống về chăn nuôi thì bản thân của anh cũng sẽ là người đồng hành và song hành cùng bà con đấy, và gặp khó khăn ở đâu thì anh sẽ hỗ trợ cho bà con ở đấy. Và đây là một cái giống vật nuôi hoàn toàn mới như thế, em thấy như anh chia sẻ thì chăn nuôi nó cũng khá là đơn giản và dễ dàng, nhưng mà để tiếp cận với bà con ấy thì anh có cái lưu ý gì để cho bà con có thể nắm bắt sơ qua về một chút về cái dòng này để bà con có thể yên tâm vào chăn nuôi không ạ? Thật ra là cái con rúi của mã đào Thái Lan này ấy, thì là cái nhu cầu về đòi hỏi chỗ ở cũng như là chuồng trại của nó ấy, thì nó cũng bản thân của anh đây ấy, thì là làm chuồng nó chỉ đơn giản như này thôi. Dạ. Và cái điều kiện như thế này ấy, thì là cái con rúi này mình cảm thấy nó đã phát triển rất là tốt rồi. Dạ. Thì cũng chẳng có lý do gì mình cần phải là làm chuồng trại nó hoành tráng cả, bởi dạ. vì những cái đấy thì thật ra nó không cần thiết. Và chăn nuôi ấy, thì mình nên chú trọng là cái độ hiệu quả của nó mình phải ưu tiên lên hàng đầu. Chứ còn dạ. chuồng trại mà đẹp mà chăn nuôi nó không hiệu quả thì cũng bằng không, vứt đi hết. Dạ, như anh Tính có vừa chia sẻ là nếu như bà con mà muốn tìm hiểu về cái con vật này thì bên anh sẽ hỗ trợ cho bà con về kỹ thuật để cho bà con yên tâm về chăn nuôi. Vậy thì ngoài ra thì về cái vấn đề bao tiêu thì bên mình có hỗ trợ không anh? Như hiện tại thì là anh cũng nói từ lúc đầu đấy, là bản thân trang trại của anh ấy xuất cái nguồn thương phẩm ra bây giờ nó vẫn còn đang thiếu hụt rất là nhiều. Đấy, nên chính vì như vậy là anh cũng rất là mong muốn được hợp tác và liên kết với tất cả những bà con, không chỉ những bà con bắt giống ở trang trại mà những bà con nào đang chăn nuôi rồi mà vẫn chưa tìm đầu ra thì là có thể đến trực tiếp trang trại của anh. Đấy, có địa chỉ ở
Trảng Bom Đồng Nai này thì là anh sẽ ký cái hợp đồng bao tiêu dành riêng cho bà con. Còn lại thì là cái giá trị của cái hợp đồng bao tiêu ấy thì nó sẽ tùy theo từng thời hạn là 5 năm hoặc 10 năm. Cái đấy là do bà con chọn. Còn lại thì là như giá hiện tại mà anh đang bao tiêu ấy thì nó cũng phải theo cái giá của thị trường. Đấy, và như hiện tại anh đang bao tiêu thì nó sẽ dao động từ 750 cho đến 850 trên một cân rúi má đào này. Dạ. Và như bà con cũng đã biết, hiện nay thì trên cả nước đang có rất là nhiều những cái mô hình chăn nuôi con rúi rất là thành công. Tuy nhiên thì vì thị trường đang thiếu hụt rất là nhiều, chính vì thế nên là hiện nay đang có rất là nhiều bà con đang quan tâm đến những cái mô hình này. Nếu như bà con nào ở khu vực miền Nam mà đang có ý định là muốn chăn nuôi dòng rúi má đào Thái Lan này để làm kinh tế cho gia đình mình, thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Tính theo số điện thoại được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp cho anh trai anh có địa chỉ tại Trảng Bom Đồng Nai để được anh hướng dẫn cũng như chia sẻ một cách cụ thể nhất để bà con có thể yên tâm đi vào chăn nuôi ạ.